Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình là Hưng BM. Và hôm nay mình sẽ chơi Factory Glass Tycoon. Game này mình mới chơi và nên chả biết chơi như thế nào cả. Hôm nay thì mình nhận được cái Daily Reward, cái phần thưởng. Đó, chúng ta có cái xe. Rất là tuyệt vời vậy các bạn. Thì ở đây trong game này thì mình có bốn cái code để mình bị Brick Drop một. Yeah. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy cái gì chưa? Rất là ảo luôn. Thì trong cái game này là có bốn cái code. Code thứ nhất đó chính là Flamer. Đó, redeem rồi các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Lửa. Rất là tuyệt vời luôn. Cái code thứ hai chính là cái code này. Đó, Z Gaming ET YouTube đấy. À, cái này cái gì nhỉ? À, tăng tiền, tăng thêm tiền chăng? Mình chả biết nữa. Rồi, cái code tiếp theo đó chính là Rip Z. Có nghĩa thằng Z nó chết đấy. Nó sẽ cộng 1 triệu nha các bạn. Nó sẽ cho các bạn thêm 1 triệu. 1 triệu cơ đấy. Cái code tiếp theo cũng là cái code cuối cùng. Cái code đây, một cái bậc các bạn nhập vào là nó cho thằng các bạn lên level 15 luôn. Đây, Z YouTuber. Đó, nó chắc bạn lên thẳng level 15 thôi. Bây giờ thì mua thôi. Brick drop 3 bar... À, phải đơn là build xong rồi. Brick drop 3, Brick drop 4, 4 Brick upgrade. Yeah, upgrade các bạn. Mua hết tất cả đi. Brick dropper 4, brick dropper 5. 5. 5 đi. Brick dropper. À, mega upgrade. Mega upgrade. Wow. Ok. Brick dropper 6. End upgrade. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Nhiều tiền khiến người ta rất là sung sướng, các bạn hiểu không? Đó, các bạn thấy gì chưa? Bandit Dropper 9. Mình sẽ cố gắng mua một cái Dropper ấy. The Dropper. Để mà có thêm nhiều tiền hơn, các bạn hiểu không? Mặc dù mình có 1 triệu nhưng mà mình vẫn muốn mua thêm. Mình rất là thích cái code này luôn. Mình nghĩ là mình rất là thích cái game này vì cái code nó cho rất là tuyệt vời luôn, mình không mất thời gian chờ đợi, các bạn hiểu không? Mình khuyên các bạn nên nhập cái code để vào, nó cho hẳn 1 triệu luôn, là khiến cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để chơi cái game này, bởi vì game này mới beta mà nó có xếp program dưới này nè. Đó, các bạn thấy chưa? Special chosen hả? Boss battle hả? À, các bạn thấy nó to không? Ồ, quá 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 bá các bạn, quá bá luôn, quá bá luôn, rất là tuyệt vời. Tiền này như là nó vào không cần, không cần lùng phải không? Tiền này không cần lùng phải không? À đúng rồi, tiền này không cần lùng, tiền này không cần lùng, nó tự động thêm vào cho mình luôn. Cái này nó đợi hơi lâu nhỉ. Đợi hơi lâu nhỉ. Mega dropper liền. Upgrade. Nuclear. Wow, upgrade hết tất cả các bạn. Mình đã mua hết tất cả cái bộ máy đấy rồi. Tuyệt vời, vỗ tay các bạn. Cái này cái gì đây? À, cái này chả để làm gì cả. À, cái này là robot sao? Thôi mà mình có 5 robot thôi. Mình chỉ có duy nhất 5 robot thôi. Rồi, mua Graver qua. Để cho mấy cái này nó không rớt ra. Để mình xem thử con này gì chưa upgrade không nhỉ. Để chắc là hết rồi. Mình sẽ bắt đầu mua cái tên. Và Armory size. Oh, shoulder. Sau đó lệnh nè các bạn, mua lệnh liền.
Lên 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 Second Soldier. Level 6 hả? Assassin. Phải tồn robot. Soldier level 3. Level 9 Heavy Soldier. Arachapter. Mua ngay. Con lệnh đang tập hợp với đây để hỗ trợ mình, các bạn hiểu không? Hỗ trợ mình có đấy. Phun được mà mình mua phun hết ra, mua phun lệnh hết ra. Toàn bộ con lệnh của mình đã phun hết rồi. Bây giờ đây mình sẽ tiếp tục nâng cấp cái tường lên và mua cái cổng xăng. Chỗ nó có cái cổng này, nó có cái cổng này. Ồ, cái đường đẹp quá, đẹp luôn rồi. Mình quá tuyệt vời mà, hiểu không? Ồ, laser. Mình không biết là thời Trung Cổ có dùng laser. Thời Trung Cổ có dùng laser đấy. Mình không biết thời Trung Cổ có dùng hệ thống bảo mật laser. Ồ, cái cầu thang này. Cái cầu thang, mua cái cầu thang liền. Rồi, mình hy vọng là sẽ có thêm một cả số Graver. Flom 10.000. 10.000 mua ngay. Pat Raylin. Cái gì nhỉ? Thôi các bạn đừng quan tâm. Qua năm cái tường ở đây, Graver đây. Tuyệt vời. Trúc Custom Super Dropper. Mua ngay. Super Dropper. Super Dropper 2. Mua ngay. Super Dropper 3. Wow. Mình có thể mua tất cả. Không hẳn là tất cả đâu. Đó là Super Dropper 3.1. À nhầm, 4. Super Dropper 4. Cái này quả bự lắm rồi ạ. Không biết là có cái upgrade nhỉ, chắc là có nữa. Ok các bạn, mình vẫn nhận được một điều, đó là nếu như mình mua cái dropper này là mình sẽ hết tiền. Ok, mua luôn. Dân chơi mà, ngày gì mưa rơi hả các bạn, mình là dân chơi cơ mà. Yeah, rồi hết tiền rồi. No, mình phải phải đợi chăng? Không, mình không thể đợi được, mình sẽ đi phượt. Không, mình nghĩ là mình sẽ mua cái tường. Cái tường phải không? À không, thì là nó chỉ là cái tấm ván là cái gì đó. Upgrade world này. Không, không đủ tiền. Mua cái Armory Singer. Armory Rove. Phát một cái đường đi. Unlock Ninja Armory. Wow, super cool. Các bạn có đủ để đủ thông minh để nhận ra là mình không, mình vẫn chưa tới lúc để nâng cấp cái này, các bạn hiểu mà. Wow, các bạn thấy gì chưa? Đó, quân của mình đang ở đây để mà chống giặc ngoài sông, các bạn hiểu không? Bảo vệ phòng thủ tường thành. Như các bạn thấy, nó đang ở đây để phòng thủ. Và mình sẽ đi chơi. Trong khi đợi tiền mình nó tăng lên một tí xíu, mình sẽ đi chơi. Đó, cái xe của tương lai. Mình đang ở thời kỳ Trung Cổ nhưng mà lại có cái xe của tương lai. Thật là vi diệu phải không các bạn? Ui. Yeah, nhảy đi. Nhảy. Nhảy không được. Oh my god. Loạn chiến rồi quang. Loạn chiến rồi. Khoan về thì quân lính mới nó AFK nó bị lỗi ha. Lính của mình nó bị lỗi các bạn ha. Blue Soldier. Blue Soldier. Hôm mình nghĩ mấy thằng ghét đây là quân ngoài sấm đó các bạn. Quân sấm lược. Quân sấm lược. Khoan, chạy đi xe. Chạy đi, hết điện ha. Ok. Mình tưởng nó hết điện. À quên, trong này nó không dùng điện. Nó dùng một thứ sức mạnh khác, không phải làm từ điện. Wow.
Ở miền là bên chỗ mình có siêu nổi nhỉ. Ở đây có đồng minh nhỉ các bạn, có đồng minh. Rồi trúc có mình này, attack defense. Get. Bảo vệ ha, bảo vệ nha. Mình sẽ cho các bạn thấy tấn công, bảo vệ và bảo vệ, phòng thủ và bảo vệ. Attack. Attack xem. Tiêu diệt hết bọn nó. Tấn công. Nó có spawn này không? Oh, nó có sẽ spawn này này. Hoàng click. Click vào có gì không? Click vào thì sao? Click vào spawn một nó lại đó hả? Get thì sao? Defense thì sao? Defense thì đừng nói là bọn nó trở lại cái chỗ này rồi nha. Ok, còn bảo vệ sao? Oh, bảo vệ có nghĩa là nó đi theo mình đi tới đâu là nó đi tới đấy. Tấn công nó, attack, giết nó đã hy sinh rồi. No, một đứa con lệnh của mình đã hy sinh. Mình sẽ spawn nó là. Hóa nhiên nó từ đâu spawn luôn rồi. Lệnh mình là đoán. Sao defend đi, cho nó defend đi. Không, mình nghĩ là để cho bọn nó tấn công đi. Xung phong, hay diệt hết tất cả bọn nó cho ta. Diệt hết tất cả đi. Ok. Mình có 23k rồi. Mình sẽ vào đây và làm một cái gì đó chăng. Sếp chăng không, sếp rồi. Appraiser. Không, mình vẫn chưa bị tấn công. Có đen nè. Mà mình vẫn thấy trời rất là sáng. Wow, được cộng cộng tiền, cứ một lần nó diệt là mình sẽ được cộng tiền và điểm kinh nghiệm. Mình nghĩ vậy. trúc custom để mình xem thử nào. Custom như sao? Trúc ham one. Wow, nó có custom nữa. Cả năm mình mời. Cái khung cửa sổ của tầng 5. Các bạn nghĩ mình nên mua không? À, mình sẽ nâng cấp tường sao? Chắc vậy mình sẽ nâng cấp tường đây. Đề phòng tốt vẫn tốt hơn mà. Upgrade world này. Mình hết tiền rồi. Wow, cái tường mình này. Wow. Mình còn nên để cho. Holy. Oh my god. Tấn công, ra lệnh cho bọn nó tấn công. Không, quân lệnh bọn nó đang tới. No, pháp sư các bạn, pháp sư. No, quân mình đang hy sinh. Được rồi, kẻ khổng lồ của bọn nó đã bị tiêu diệt. Mình sẽ đã chuyển tuyến để chiến đấu với những người đồng đội của mình. Tiêu diệt bọn nó. Đúng rồi, diệt hết bọn nó đi. Trong này nó có nâng cấp sức mạnh nha. Chắc là không đâu. Chết đi. Đừng bận tâm những lời mình vừa nói nha. Rồi, upgrade qua trang. Mình không muốn bọn nó tấn công. Mình sẽ ở trong này để cổ vũ cho bọn nó. Được rồi, để xem là chúng ta có bao nhiêu. Chúng ta có 10k này. Chúng ta có thể mua đen. Nhưng mà mình không thích. Mình sẽ mua cái khung cửa sổ ở trên tầng 5 đi. Khoan, mua cái khung cửa sổ 5 chứ không phải tầng 5. Mình mới có tầng 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 3 thôi mà. Đây, 10k. Rồi tiếp theo là 15k cái window, cái khung cửa sổ tiếp. Cái game này nó đua nhau à. Tại sao lại bắt chúng ta mua nhiều để như vậy? Trúc weapon. Mình có thể nâng cấp vũ khí cho bọn nó đấy các bạn. Wow, đám boost. Mình nghĩ là mình sẽ để dành để mua những cái này. Mình là thiệt đấy. Để mà tăng sức mạnh của quân lệnh nên mình lên hiểu, các bạn hiểu không? Tường phòng thủ để thì mình đã có hết rồi. Chỉ còn việc nâng cấp sức mạnh của quân mình nữa. Tấn công, diệt hết bọn nó cho ta. Diệt thằng chỉ huy, diệt nó. Diệt nè. Anh em xung phong. Thôi bỏ đi, nói chết ra. Yeah. Nó sẽ ra mình còn nên lập Ali và ai không?
Thôi ra lên cho nó defend đi. Defend the world. Để tí nữa mình sẽ gửi thông điệp đến tất cả tất cả chỉ huy của bọn nó. Còn lên là lập gì nhỉ? Thôi bỏ đi. Các bạn, cuộc tấn công guest dùng bị bắt đầu. Mình hy vọng bọn nó sẽ không tấn công bên mình. Guess đâu các bạn, đừng đừng là guess chứ. Oh my god, nó không tấn công bên mình. Guess các bạn, đó chỉ là đội quân guess trong huyền thoại chăng? Nó đã làm đôi vai của mình bị cháy. À nhầm, cái cánh của mình bị cháy. Khoan, cái tay mình bị cháy ha. Các bạn, mình nghĩ là mình sẽ tấn công đi. Ra lệnh cho bọn nó tấn công đi. Bọn nó cần mình trợ giúp, mặc dù quân mình có thể tấn công nhằm bọn nó. Anh em xung phong, diệt hết bọn nó đi. Mình sẽ vào trong này để nâng cấp kiếm của bọn nó lên. Mình sẽ nâng cấp đám của bọn nó lên để mà bọn nó có thể diệt được nhiều hơn. Rồi sau đó sẽ nâng cấp giáp của bọn nó. Đây 15,555.0k. Oh my. À không, nhầm. Đám bút 2 20k này, cái này 20k này. Tiền là lên hơi chậm nha bạn. Tiền là lên hơi chậm các bạn thông cảm. Nó mà lên nhanh hơn 1 tỷ leader hơn đây. Để coi hiện tại quân guest khổng lồ. Người khổng lồ các bạn. Mình sẽ đạp xe đạp tới đó. Và không, mình sẽ lái xe tương lai tới đó. Và mình sẽ tiêu diệt bọn nó. Để hỗ trợ quân mình đang vẫn tấn công thằng Gas. Để coi đi nào, xe đi nhanh các bạn, xe đi nhanh quá. Tai nạn, coi chừng tai nạn. Rồi không ổn rồi, tao chết rồi. Các bạn, Gas, mình đang bị thằng Gas tấn công. No, help, help me, no, no. No. Được rồi, hiện tại thì mình sẽ thực hiện sứ mệnh cao cả. Đó chính là đi tấn công bọn nó. Và bởi vì bọn nó đã giết mình, vậy nên mình sẽ giết hết bọn nó. Không chưa một đứa nữa cả. Nhưng trước đó thì mình cần tập hợp lại quân lệnh của mình. Và rồi trao cho bọn nó một bộ giáp mới. Thật ra đó là cái mũ thôi. Chúc em one. Đó, cái mũ thân thành đây. Cái mũ thẳng thân của nó đây. Mình sẽ tập hợp lại quân lệnh của mình và ra lệnh cho bọn nó giết hết tất cả những ai cản đường mình. Và thật cả là một cuộc chinh phạt chăng? Rồi. Wow. Lệnh bọn họ giảm tấn công lệnh của mình. Oh my god. Giết. Lên mà nó giảm tấn công lệnh mấy các bạn. Được rồi, nghe rồi anh em. Anh em hãy nghe đây. Quân Blue Soldier đã diệt hết tất cả những người lính của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt hết tất cả lính của nó và trả thù cho những người anh em của chúng ta. Mọi người đi nào. Hãy đi thôi. Yeah, xuất chinh thôi các bạn. Đi viện chính nè. Xung phong. Robloxian ha. Đua nhau à. À để xem bộ giáp mới của nó nè. Giáp thì mình thấy chẳng có cái gì cả. Hay là mình phải click vào nó mới tính. Khoan, mình có cần phải click vào không? Mình phải bấm chữ equip các bạn. Mình quên mất phải bấm chữ equip. Coi, hãy đi xem những người lính của chúng ta nào. Mình quên trang bị vũ khí cho nó nên quên bẻ nó. Được rồi, thì đây là những người lính của chúng ta. Sau đây khi được trang bị giáp và vũ khí demo và vũ khí đầy đủ. Ngoài sư ngoài sư cống thủ thì như vậy cũng được rồi. Được rồi, tấn công thôi. Đi thôi anh em, đi thôi.
chúng ta hãy đi tiêu diệt Blue nào, và sẽ thám chiến luôn, thám chiến vòng nó luôn. Đi nào, đi thôi. Được rồi, tấn công nào, tấn công bằng nó nào. Attack, 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 attack. Ê, bọn nó đi đâu rồi? Ồ, bọn nó tấn công mình cơ mà, bọn nó đánh lén mình kìa. Anh em tấn công nó đi, giết nó. Đúng rồi, cố gắng lên, cung thủ băng, băng, open fire. Quân chi viện đang đến, chi viện đang đến, cố gắng lên. No, no. Đây là lần thứ bảy mình, đây là lần thứ bảy mình chết rồi nha. Đây là lần thứ bảy mình chết đó các bạn. Mình sẽ nhớ nữa. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp cái kiếm bởi vì nó rất là rẻ, vậy nên mình sẽ nâng cấp cái kiếm. Mình nghĩ là mình cần có chỗ này có chỗ cái cung không nhỉ? Có cái cung không nhỉ? Window frame ở chỗ này là có cái đường đi nè. Mình phải mua một cái này xem. Để mình mua thử xem nào. Rồi sẽ đợi một lát nữa mình sẽ mua ở đây và nó rồi nó sẽ hiện ra cái chỗ bắn cung ở đây chăng? Mình nghĩ nó vậy đấy, bởi vì nó có cái chỗ đường đi giống chỗ này mà. Được rồi, và hiện tại lính của chúng ta đang chiến đấu rất là kịch liệt. Trận chiến vẫn đang gay cấn, rất là gay cấn. Chúng ta vẫn chưa rõ hiện ai sẽ thắng. Tất nhiên là quân mình sẽ thắng rồi, quân mình áp đảo về số lượng cơ mà. Thật ra quân... No, no, đó là bạn mình rồi. Cung thủ, bắn. Còn một đồng cung thủ các bạn. Cung thủ các bạn. Tàn đi, diệt hết bọn họ đi. Đúng rồi, đi đi nào anh em, đi nào, đi 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 thôi. Oh no, đó là lính của thằng đỏ, lính của thằng đỏ các bạn. Nó kiếm của nó quá mạnh, mình nghĩ kiếm của nó là quá 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 mạnh các bạn. Công thủ các bạn, giết, giết Red đi, tiêu diệt Red, Red need to die. Oh no, mình nghĩ mình phải chạy hả? Mình sẽ chạy về, hoa mình đang bay hả? Mình đang bay, mình đang bay. Rồi mình đã, mình hết bay rồi. No, rồi mình bay tiếp đó các bạn. Slow motion. Đó mình bị kẹt rồi. Các bạn hãy nói tại sao, tại sao, tại sao? Được rồi, đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, cuộc chiến tranh của những vì sao ở nhầm chiến tranh giữa những quốc gia này, thì đã đến lúc chúng ta phải đình chiến và thiết lập hòa bình. Và trong tương lai nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến và trở lại với bộ binh mạnh hơn, và pháo đài của mình sẽ rất là mạnh hơn và hùng mạnh hơn nữa. Đế chế của mình sẽ mạnh, rất là mạnh, mặc dù mình chỉ có chắc quân lệnh thôi, còn ngư dân thì mình chả có. Vâng, rất là tuyệt vời luôn. Được rồi, và mình cũng sẽ biết từ sáu mấy thanh niên này lại quay mặt vào cái nhà, cái cánh cửa của mình. Mình cũng chả biết tại sao luôn. Mà ok đi. Nếu các bạn thích video này của mình á, thì hãy like, subscribe, share để mình có thêm nhiều động lực làm tiếp những video khác nha. Goodbye.